Với sự tham gia của các diễn viên Lưu Đan, Từ Dinh, Lê Nặc Ý, Lâm Y Kỳ, Trịnh Thiếu Dân, Hoàng Tử Hùng, Lý Lâm Ân, Trương Đạt Luân, Lý Gia Đỉnh, Trang Thư Minh, Dương Trác Na, Hà Ý Dân, Triệu Vĩnh Hồng, Mã Đế Lộ cùng một số diễn viên khác, biên kịch Quang Bính Hồng, Liễu Chính Thanh, đạo diễn Trần Chí Giang, Hoàng Nhữ Lạc, Trương Vĩnh Hào, diễn viên Lồng Tiếng Chí Hiếu, Bích Ngọc, Huy Hồ, Ý Nhi, Thùy Trang, Khánh Văn, Hoài Bảo, Bình Nguyên, Huệ Phụng, Anh Luân, kỹ thuật Lồng Tiếng Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn. Bộ phim Mái Ấm Gia Đình. Chân Nhân Bất Lộ Tướng. Giao đồ ăn tới nè, hai vị đại đế. Nhanh vậy? Không có khách thì nhanh thôi. Không cần tiền, tôi mời đó. Ê, nè 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 nè. Anh, hồi nãy Nhiêu con tìm anh, kêu anh khi nào về lập tức xuống sửa làm lưu lại tìm cổ. Cổ kiếm tôi, có chuyện gì? Tôi cũng không rõ, hay là anh trực tiếp hỏi cổ đi. Mã Tráng tôi không phải là người kêu là tới ngay. Kêu cổ chờ đi, tôi đi uống cà phê. Nè 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 nè, người ta nói chuyện rất gấp, anh đừng có hờ hững quá. Đúng là khôn nhà dạy chợ, cô giúp người ngoài hả? À, phải đó, sửa làm lưu lại có một phần văn kiện của chúng ta. Hay là sẵn anh xuống dưới đó lấy giùm luôn đi. Văn kiện gì? Thưa vị giác của đại khối diện. Anh, vậy cái nào mới gấp đi? Cả hai phần đều gấp. Gấp vậy à? Vậy thì kêu anh Đăng đi lấy đi. Nè, anh không vào được anh đâu. Không vào được đâu. Anh Đăng xuống sửa làm điều lại lấy hồ sơ. Anh không đi được, phòng vệ sinh nữ đã bị nghẹt rồi. Phải, đó phải phải, anh xuống lấy đi. Phải. Đúng đó. Tôi đi hả? Nè, hay là đổi lại anh làm việc này đi. Phải. Được rồi, tôi đi, sợ mấy người luôn. Cảm ơn cô, vụ kiện này phải nhờ vào hai người. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Những chuyện còn lại thì Tự nhiên con nói là đi coi trang trí mà, sao lại ở đây vậy? Cuối cùng vẫn không tránh được. Không tránh được. 500 ngàn. Phí luật sư bị kiện là xâm quyền à? Đây là riêng tư của khách hàng mà. Nè, tôi có kêu Tử Nhân thương lượng với người nhà của anh rồi, nhưng cậu ấy cương quyết làm như vậy. Chứ tôi cũng phải cố tình giấu anh đâu. Thực ra thì mọi người chỉ muốn giúp cho anh thôi. Được. Mọi người chứ gì hả? Xin lỗi. Không liên quan tới họ đâu, là con kêu họ làm vậy đó. Còn lén lúc như vậy, tức là anh và chị dâu biết chưa? Thế nào, muốn một mình gánh hết hả? Con không muốn cho mọi người phải lo. Con gánh hết vô người thì họ càng lo hơn. Không tin chú à? Chú có cách giúp con mà. Con chính là không muốn như vậy. Con đã lớn rồi, chuyện của mình phải dựa vào bản thân mình giải quyết. Cái gì? Ra ngoài chững chạc. Con thật sự đã trưởng thành. Làm đàn ông là phải có dai có xương sống. Chú ủng hộ con. Ba tháng sau tôi sẽ trả kỳ đầu cho anh mà. Cảm ơn, bye bye. Bye bye. Mau về để hẹn mọi người ra họp đại hội. Hiệu suất của chú cao thiệt. Họ biết sớm tốt hơn là biết trễ đó. Tử Nhân à, thưa kiện phải tốn rất là nhiều tiền. Không phải muốn có gánh vác là gánh vác được đâu biết chứ. Má, con ứng phó được. Má biết là con không muốn để cho mọi người lo lắng, nhưng mà chúng ta đều là người nhà, có khó khăn gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Con thật sự có thể tự giải quyết. Nói chuyện của con chỉ bằng hai bàn tối nay xem ăn cái gì hay hơn. Con ăn thức ăn ở ngoài của Mã Tứ Ni ăn tới mập miệng luôn. Xem ra có người rất nghiêm túc muốn làm người lớn. Leslie, cậu đưa sai số đo tủ bếp cho họ. Không lý nào. Ngay cả số đo tủ ở phòng khách cũng sai luôn nữa. Xin lỗi nha, tôi bị lộn inch với lại centimet. Vậy mà cũng lộn được hả? Cậu chưa học thiết kế, nhưng mà cậu có học tiểu học mà.
Xin lỗi mà tôi nhất thời sơ ý. Từ nay cậu sơ ý tới 3 lần rồi. Nếu cậu thật sự không muốn làm việc này thì đừng có làm nữa. Xin lỗi, thật ra với người ta nói xin lỗi. Thắng Nam à, Tử Nhân làm sai là nó không đúng, nhưng mà nó đang bị kiện tụng, áp lực quá lớn, thông cảm cho nó có được không? Áp lực lớn nhất của cậu ấy chính là mấy người ban cho đó. Đã 20 mấy tuổi rồi, ai nấy cũng đều dụ ngọt cậu ấy như con nít vậy. Chúng tôi là người một nhà, tất nhiên phải sốt sắng rồi. Nếu như vụ kiện này thua, nó phải gánh một món nợ hơn 1 triệu đồng. Hơn 1 triệu thôi đúng không? Tôi hơn cả 100 triệu như vậy thôi. Hơn cả 100 triệu lận tiền Mỹ hay là tiền của mình vậy? Nói láo cũng đâu cần phải khoa trương như vậy. Công trình này tụi tôi theo dõi, không cần cậu giúp. Chị Nam à, thật ra tôi có thể giúp mà. Không cần, tôi không muốn nghe thấy sự ý lần thứ tư. Xin lỗi. Dư Thắng Nam thật sự nợ người ta cả 100 triệu. Có phải nói bừa hay không? Trang web này chuyên nói về tin tức của những người giàu có, thông tin rất chính xác. Trong này nói lúc trước cổ giàu là nhờ mua bất động sản. Mỗi lần mua hàng đều mua một lúc mấy căn nhà, cho nên lúc giá nhà tuột dốc đã bị thiệt hại rất nặng. Đây mới chính là tham thì thâm đó. Con cũng vì gặp phải kẻ xấu nên mới bị gạt hết số tiền, vì vậy mà không thể trở mình thôi. Người đàn bà này cũng lợi hại, thiếu nợ tới nỗi bị đăng tin truyền kỳ luôn. Đây không phải là truyền kỳ, kỳ lạ nhất là ở chỗ cô ấy bị nợ nhiều vậy mà cũng không xin phá sản. Sau khi phá sản vừa không được ngồi taxi, vừa không đi ra vào nơi cao cấp, cô ấy tâm cao khí ngạo làm sao chấp nhận chứ. Nói thiệt, không phải là người nào cũng có thể vượt qua được mặt tâm lý đâu. Trên mạng nói cổ không chịu xin phá sản là vì cổ và chủ nợ thỏa thuận trước hợp đồng trả nợ, hứa là sẽ trả hết số nợ đó. Cũng vì sĩ diện thôi. Gánh trên người một số nợ rất lớn mà không đổi sắc mặt, sự can đảm này không phải ai cũng có được đâu. Đừng có nói cô ấy nữa. Chuyện này của Tử Nhân sao hả? Sao cái gì? Tử Nhân cương quyết gánh một mình, đâu có ai cản nổi. Hả? Chẳng lẽ để mặt nói sao? Dù sao chúng ta cũng phải làm một chút gì. Thật ra nghĩ lại thì Thắng Nam không phải là không có lý. Sự quan tâm của chúng ta đối với Tử Nhân cũng là một áp lực rất lớn. Mình nên cho nó một chút thời gian để nó bình tĩnh lại đi. Nè, bây giờ người không cho Tử Nhân không gian là Thắng Nam. Lúc nãy anh không nhìn thấy cô ấy ép Tử Nhân làm việc hay sao? Bây giờ anh vẫn ở nhặt được bảo làm việc hả? Một câu nói của Thắng Nam, Tử Nhân không dám ăn, lập tức đi làm việc ngay. Nó muốn làm trọn bổn phận của mình. Nó tiếp tục chịu đựng như vậy, mà sợ áp lực của nó quá nhiều đó. Yên tâm, đàn ông của nhà họ Mã khả năng kháng áp lực rất cao. Ngoài Mã Tử Nhân chứ gì. Thiệt là. Nè cô Dư, khả năng làm việc của thằng nhóc này rất là tệ. Cậu ấy chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi. Ý tưởng của nó sai thực tế, không chuyên nghiệp, lại sai sót nhiều. Chúng tôi phải tốn nhiều công sức mới có thể phối hợp với cậu ấy. Không được đâu. Hay là gì, sau này hình vẽ của cậu ấy anh tạm thời giữ lại trước, sau khi tôi phê chuẩn mới làm, ok? Được. Nghe cô nói câu này thì tốt quá. Chị Nam. Chị về hả? Tôi muốn hoàn thành hình vẽ thiết kế trước, chị xem thiết kế phòng ngủ có được hay không? Thiết kế phòng ngủ sao là hình vẽ này? Được, nếu không có thay đổi ngày mai làm. Cũng may là chị thông qua, thiết kế đó tôi đã vẽ suốt nguyên một đêm. Tuy là vẽ còn hơi non kém, nhưng người mới làm được vậy cũng rất khá. Chỉ cần không lầm lẫn inch và centimet là đã được lắm rồi. Hôm trước vì chuyện kiện tụng mà sai sót quá nhiều, tôi xin lỗi. Coi bộ cậu bắt đầu hiểu được đạo lý, không phải ngày ngày suy nghĩ dù kiện là sẽ thắng đâu. Thật ra tôi cũng không muốn nghĩ. Thật ra phiền vì chuyện kiện tụng lại phải lo kiếm phí luật sư, tôi chỉ nhất thời không thả lỏng được. Nếu ngay cả tới cảm xúc của bản thân không thể kiểm soát, con người đó thành công đến mấy cũng có hạn chế. Chị Nam à, thật ra tôi rất khâm phục chị. Nợ nhiều như vậy cũng xem như không có chuyện gì. Chị không có áp lực hay sao? Có áp lực hay không là do cách nghĩ của mình thôi. Tôi nợ nhiều như vậy, lỡ tôi có chuyện gì, ngân hàng sẽ mất cả vốn lẫn lời. Nếu phải lo lắng, ngân hàng lo lắng hơn tôi. Cho nên mới ung dung như vậy. Ngân hàng không có ép chị hả? Họ còn nghĩ cách giúp tôi, sợ công ty tôi sụp đổ. Có hậu thuẫn mạnh như vậy sao phải áp lực chứ? Áp lực là tự mình cho mình thôi. Nếu tôi là cậu á, dù kiện này đã giao cho luật sư thì không suy nghĩ nữa. Cậu trả phí luật sư thì họ phải làm việc chứ. Tôi cũng chỉ trả giá ưu đãi thôi. Cười vậy được rồi, nghĩ là không sao. Hôm trước tôi kêu cậu lên mạng tìm tài liệu, đã tìm được chưa? Tìm được rồi, tôi in ra cho chị. Thank you.
Chuyện gì? Không cẩn thận để sót tài liệu à? Sư đệ của tôi đi Nhật Bản làm việc cho Honey Yuki. Cô chính là Honey Yuki. Cô chính là ngôi sao Nhật Bản kiện tôi xâm phạm bản quyền. Tại sao Jackie làm việc cho cổ vậy? Trang phục mà cậu bị kiện là xâm quyền là thiết kế rất lâu về trước đó hả? Vậy Jackie có xem qua không? Lúc tôi thiết kế đã từng hỏi ảnh mượn một số giải. Hình như ảnh có xem qua hình vẽ của tôi. Cậu biết tại sao bị người ta kiện rồi chứ? Chị nói Jackie sao chép thiết kế của tôi sao? Chuyện gì trên đời này cũng có nguyên do. Sư đệ của con sao chép thiết kế của con? Ngoài giải thích này ra thật sự không còn khả năng nào khác hay sao? Anh nói gì? Nếu chứng minh được cậu ấy đã sao chép của tự nhân thì vụ kiện này thắng chắc rồi. Chứng minh được thì tốt, vấn đề là làm cách nào để chứng minh đây? Hay là hẹn cậu ấy ra ba mặt một lời nói cho rõ, sau đó ghi âm cậu ấy lại. Người ta cố tình sao chép sao lại có thể dễ dàng để con moi tin được? Hãy để bà tiếp cận cậu ta, dù cậu ấy khai ra. Sát khí của bà mạnh như vậy, chưa tới gần thì cậu ấy đã cảm nhận ra rồi. Vậy sao? Thôi bỏ đi. Dù có thu âm được, chứng cứ thu được từ thủ đoạn không chính đáng sẽ bị luật sư đối phương nghi ngờ. Mọi người không cần phải nghĩ cho con. Tử Nhân à, có câu ba người thợ dụng về, còn có một gia khắc lượng mà. Chúng ta nhiều người như vậy, nhất định sẽ nghĩ ra cách thôi. Đừng lo lắng nha. Chú Út, chú có nhiều mưu mẹo nhất mà. Em đang suy nghĩ nè. Vậy con không làm phiền mọi người từ từ suy nghĩ. Con có việc phải ra ngoài, mọi người từ từ ăn nha. Bye bye. Bye bye. Tử Nhân. Ủa, má. Ăn cơm chưa? Qua đây. Sao má lên đây giờ này? Mua cơm heo quay của hẻm ký cho con ăn nè. Con không đói. Sao hả? Vì chuyện kiện tụng nên con không muốn ăn à? Không phải, con thật sự không đói mà. Vậy không sao, hộp cơm này để lại cho Phi. Tử Nhân à. Dạ. Cơm hộp con không ăn, nhưng có thứ này con nhất định phải ăn cho má. Nè. Con nói là không cần má giúp rồi mà. Má biết con đã lớn đúng không? Nhưng chuyện nghiêm trọng như vậy sao má có thể để con đối mặt một mình? Má biết dạo này con rất là phiền, cho nên nghe lời, nhận lấy đi, ít ra giảm bớt chút phiền não, có được không? Má à. Nghe lời, nè. Leslie, bóng đèn của tủ trang trí phòng khách, định dùng màu sữa hay là màu vàng? Mấy vấn đề này tốt nhất anh hãy hỏi cô Dư đi. Ê, trước khi lên máy bay, cậu nói là cậu có thể quyết định. Lên máy bay? Thì máy bay, sáng sớm cậu đã đi Nhật. Rốt cuộc là dùng bóng đèn nào? Bóng đèn màu vàng. Được. Đây là hóa đơn mua vật liệu của tuần trước. Đúng ra giao cho cô Dư, nhưng mà bây giờ giao cho cậu. Cảm ơn. Có quá đáng không? Nói bay là bay, sao không có trách nhiệm vậy? Má, con nghĩ là chị Nam có chuyện gấp nên phải đi vội. Cô chê con còn chưa đủ áp lực hay sao? Còn giao thêm nhiều công việc cho con nữa. Đúng là. Má không nên tức giận. Con không dễ dàng sụp đổ đâu. Tử Nhân à, con đừng có chống đỡ. Áp lực cho bản thân con tự tạo ra. Nếu vụ kiện đó đã giao cho luật sư thì hãy để họ giải quyết. Trả tiền rồi còn phải phiền lòng, con đâu có khờ như vậy. Sao đột nhiên con lại nghĩ thoáng vậy? Sao lại như vậy hả? Có cao nhân chỉ điểm. Con đi xem tướng à? Có phải cao nhân đó nói con không có sao nên con mới bình tĩnh như vậy? Theo lời của anh nói, Jackie đã sao chép thiết kế của Tử Nhân rồi bán lại cho Honey Yuki. Honey Yuki này đúng là không biết gì hết. Nhìn thấy trang phục của Tử Nhân làm giống hệt của mình á, thì quay ngược lại kiện cậu ấy xâm phạm bản quyền. Nhưng mà tối qua Tử Nhân gọi điện thoại qua Nhật kiếm Jackie. Jackie không nghe điện thoại, có tật giật mình mà. Tìm được người cũng vô dụng thôi, đâu có nắm được chứng cứ gì. Nếu anh phủ nhận thì làm sao, cũng đành chịu thôi. Vậy ra tòa cũng chỉ là có lý mà không thể nói rõ rồi. Tiếc là không có cách chứng minh thiết kế của Tử Nhân sớm hơn. Có cách không? Có vụ nào tương tự không? Nếu có đã đưa lâu rồi. Luật sư Doãn đâu? Đang gọi long distance. Đã nói rất lâu. Mọi người không cần phiền nữa. Luật sư của đại diện Honey Yuki vừa gọi điện, nói hủy bỏ kiện tụng vô điều kiện. Có thiệt không đó? Đúng là có hơi đường đột, nhưng đối phương nói là làm theo ý của Honey Yuki. Bây giờ họ đang soạn văn bản cho chúng ta ký. Yes.
Tự nhiên đúng là may mắn. Tôi còn tưởng phải kéo dài, tiết kiệm được mấy triệu rồi. Sao tự nhiên thay đổi mau vậy? Chúng ta chưa đề nghị giảng hòa thì họ rút lui rồi. Tôi chỉ hỏi là có điều kiện kèm theo hay không, nhưng đối phương nói là không có, chỉ muốn nhanh chóng xử lý vụ này. Tôi cũng thấy hơi lạ đó. Nguyên nhân gì cũng được, quan trọng là Tử Nhân không sao. Không được, tôi phải báo cho nó biết. Đúng ra thì vụ kiện này rất bất lợi với Tử Nhân, phải kéo dài mấy năm. Nhưng mà đối phương đột nhiên chủ động hủy bỏ tất cả kiện tụng. Nhưng nói là không kiện thôi, có điều kiện kèm theo không? Tử Nhân có cần phải đền tiền cho ngôi sao đó nữa không? Đối phương hủy bỏ một cách vô điều kiện, cho nên Tử Nhân không cần phải bồi thường nữa. Tại sao đang kiện giữa chừng lại bỏ cuộc vậy? Có thể là họ đã tính lại, không cần vì chuyện nhỏ mà kéo dài cho nên mới bỏ qua. Lúc đầu còn tưởng là mất rất lâu mới xong chuyện, bây giờ xem như là yên tâm rồi. Trời, chưa thể yên tâm được đâu. Tuy là Tử Nhân không có cần bồi thường, nhưng đã bỏ ra 500 ngàn trả phí cho luật sư, vậy chẳng phải bị mất tiền quan. Cho đi là mất. Nhưng mà vậy, Tử Nhân có thể kiện sư đệ của nó sao chép mẫu, đòi sư đệ của nó bồi thường lại. Tất nhiên phải kiện cậu ấy rồi, cậu ấy bồi thường tổn thất cũng tốt. Phải rồi, người trong cuộc đâu rồi, đi đâu mất tiêu rồi? Anh nói là sư đệ của anh ở nhà quay về, đang hẹn ảnh đi gặp mặt. Chắc nó biết đã bị lộ, kêu Tử Nhân đừng làm lớn chuyện. Tử Nhân chắc không mềm lòng vậy chứ. Tử Nhân à, tôi vừa từ Nhật về đã lập tức tới đây xin lỗi anh rồi. Chuyện này là tôi không đúng, nhưng mà tôi thật sự không ngờ lại tới nông nỗi này. Cái này tôi mua ở Nhật về cho anh nè, anh có thể không kiện tôi được không? Bây giờ anh mới biết sợ sao? Vào lúc đó đó, tôi vừa mới tới Nhật, lạ nước lạ cái, lại quá gấp gáp thể hiện thành tích với Yuki, nên mới lấy thiết kế của anh để cho cổ coi thôi. Nhưng mà tôi thật sự không ngờ là cổ lại dùng nó. Nếu biết anh có hậu thuẫn mạnh như vậy, tôi đã không làm chuyện này rồi. Hậu thuẫn gì? Thì là bạn của anh đó. Hôm qua lúc cổ tới thăm Yuki, cổ vạch trần tôi sao chép thiết kế của anh. Sớm biết quan hệ của bạn anh với Yuki tốt như vậy, tôi đã không đụng tới anh rồi. Nói thật đó, anh đừng kiện tôi có được không? Nè, khoan đã. Người đó là ai vậy? Khoảng 30 mấy tuổi, ăn nói rất là chững chạc. Tên của cổ rất đặc biệt, hình như tên là Dư Thắng Nam. Đều nhờ có chị, vụ kiện lần này mới có thể giải quyết nhanh chóng. Bữa cơm tối nay xem như em mời, cảm ơn chị. Tôi đâu có làm cái gì. Là sư đệ của cậu có tật giật mình, tôi chỉ dọa cậu ấy hai câu là tự mình khai ra hết. Sao cũng được hết, lần này thật sự rất là cảm ơn chị. Tôi nói đại một câu thôi, không cần nghiêm túc vậy chứ. Nhưng mà cậu muốn cảm ơn tôi cũng được, chuyên tâm làm tốt công việc trong tay của cậu đi. Em biết, nhưng mà em thật sự không ngờ chị lại quen biết rộng rãi ở bên Nhật, ngôi sao nổi tiếng của Nhật Hani Yuki mà chị cũng quen nữa. Trước đây ba tôi mở một công ty quản lý ngôi sao, trước khi cổ chưa phẫu thuật thẩm mỹ và giảm cân để nhận cổ. Bác trai có công ty ở Nhật hay sao? Hani Yuki là người Hồng Kông mà. Người Hồng Kông? Cổ không phải là con lai trung Nhật. Đám chó săn không lý nào không mò được lai lịch của cổ. Chứng tỏ bác sĩ chỉnh hình rất là giỏi. Cổ cũng tốn rất nhiều thời gian để học tiếng Nhật và giả làm con lai đó. Thì ra chị biết nhiều bí mật của cổ. Hèn gì chắc khi nói cổ rất khách sáo với chị. Hôm trước á, tôi biết cậu về phí luật sư mà mượn của bạn bè không ít tiền. Ở đây có 6 triệu yên. Cầm lấy đi. Là Honey Yuki cho tôi. Cậu coi như cổ bồi thường cho cậu đi. Sao lại đưa tiền cho chị? Công ty quản lý của ba tôi không còn kinh doanh được nữa, nhưng hợp đồng của cổ vẫn ở trong tay tôi. Có thể cổ không muốn người khác nắm điểm yếu của mình, nên âm thầm nhờ người đưa số tiền này cho tôi. Mong là mua đứt hợp đồng. Nè, hôm trước cậu buồn phiền vì số tiền này, cậu nhận được số tiền này rồi là có thể yên tâm làm việc. Em không thể lấy tiền của chị được. Nếu tôi đã cho cậu, cứ nhận đi. Em chỉ nợ có mấy trăm ngàn, nhưng mà chị đã thiếu tới mấy trăm triệu lần. Chị dùng số tiền này trả nợ trước đi. Tôi nợ người ta cả 100 triệu, tiền lời cũng không đủ. Nhưng mà số tiền này em thật sự không nhận được. Cậu đừng có lôi thôi mà. Chỉ cần cậu không bị lộn inch giật centimet, không làm công ty thiệt hại là được. Nhận lấy đi. Chỉ cần ngày nào cậu còn nợ người ta nhiều tiền thì người thân của cậu ngày nào cũng tới an ủi hết. Hôm nay thì diễn chân tình, ngày mai thì diễn nhân gian hữu tình. Nói thật, tôi nghĩ tôi đã thấy ghét rồi. Coi như là nghĩ cho cảm nhận của tôi đi. Ok. Cà phê nóng có hợp khẩu vị hay là không? Hình như là tôi không có gọi.
Tự nhiên đã nói cho tôi biết hết rồi. Ly cà phê này là tôi mời cô. Lời khách sáo thì không cần nói nữa. Thật ra tôi làm vậy là không muốn cậu ấy bị phân tâm. Nói cho cùng là không muốn công ty thiệt hại. Tôi hiểu. Cô không thích đặt quá nhiều tình cảm mà. Có đúng không? Không làm phiền cô làm việc nữa. Chị Năm. Chi phiếu này tôi đã đưa cho người nhà xem. Họ biết tôi có tiền, không còn lo lắng cho tôi nữa. Bây giờ chị có thể cầm lấy. Tôi đã nói là không cần rồi mà. Số tiền này không phải đưa chị trả nợ. Tôi dùng để đầu tư vào công ty. Tuy rằng chị chia hoa hồng cổ phần cho tôi, nhưng tôi vẫn có phần trong công ty này. Số tiền này xem như là vốn đầu tư cổ phần vào công ty. Thôi được, tôi sẽ chia cổ phần theo tỷ lệ cho cậu. Cảm ơn chị Nam, tôi làm việc trước nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.